vui vầy bên nhau, mà cuộc sống đâu được như ước vọng. Đến lúc phải thay đổi, những đứa trẻ giờ sẽ lớn lên, muốn bước đi chẳng muốn mãi bên cha mẹ. Những cánh tay giờ đã quá mệt, giữ chân sống đành phải cố buông những lòng. Trẻ muốn đi ra phải ở lại, sống với nhau nhẫn nại. Trẻ muốn xa ra phải vất vả, nhưng bên nhau cứ thêm đau đầu. Sống cút đôi giờ hát tay lùi, chuyện cũ mới vui, cứ đôi nhau xảy ra không thôi. Sống cút đôi giờ chiếm gió đông mà vẫn bao dòng, ôi ra mà xảy ra chất chồng. La 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 la, bao nhiêu lâu mới vui bên nhau. La 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 la, bao nhiêu lâu mới thôi âu sầu. Ủa, anh Tấn, anh mới về anh Tấn. Ê, mà mặt đi đường mệt không? Anh Tấn ngồi đây ngồi đi. Đó, đúng rồi, ngồi đi cho khỏe. Đi ngoài đường nắng nóng mệt đúng không? Ở, khoan. Để em cất cái này cho anh Tấn cái. Rồi rồi, em biết anh Tấn đi ngoài đường nắng nóng lắm đúng không? Uống miếng trà cho mát. Đây. Đó, anh Tấn uống miếng trà đi cho mát. Trà nóng uống cho mát hả? Anh Tấn không biết gì hết trơn. Có nghĩa là mình đang đi ngoài đường nóng, mình về nhà mình uống trà nóng, nóng với nóng gặp nhau nó sẽ mát. Còn ví dụ mà anh đi ngoài kia nóng, em đưa trà đá anh uống là anh bị sốc nhiệt liền luôn á. Khéo ăn nói quá. Hèn chi ba tôi không. Không, bác nó còn khỏe lắm nha, mọi thứ đều ổn hết, tất cả mọi thứ ở nhà em lo hết rồi. Bác không sao hết, không có gì hết, anh đừng lo. Đừng lo gì hết, sức khỏe là ok hết rồi luôn á. Dạ. Đây là nhà của tôi. Trời ơi, thì đúng rồi, thì đây là nhà của anh mà, chứ có nhà của ai đâu. Nãy giờ tôi tưởng là nhà của cậu không đó. Anh thì cứ ghẹo em không. Hồ Sướng. Dạ. Tôi để cậu tự nhiên quá. Đây là nhà của tôi, mà cậu mời tôi ngồi. Rót trà cho tôi uống. Cặp tôi đâu rồi? Thì nãy thấy anh về em chạy em cất vô phòng anh rồi đó. Mang nó cho tôi liền. Dạ rồi, để em lấy lại cho anh. Em đâu biết đâu, thì em thấy anh về em chạy vô em cất. Đây cái cặp với cái vali của anh. Cậu có biết trong cặp có cái gì không? Mà tùy tiện quá vậy. Em thấy anh về thì em cất, em đâu có nghĩ là trong đó nó có gì đâu anh Tấn. Tôi có nhờ cậu không? Vụ gì vậy? Cái vụ gì? Ủa mới về đó hả? Thấy không? Về nhà là cái nhà úng sùm lên nè. Đâu có chuyện gì? Không có gì ba. À hôm bữa con về con thăm ba á. Thì mọi người trong xóm nói á. Ba với cậu Sướng nè về quê nắm dỗ. Cho nên không gặp được ba. Nay con về ăn cơm với ba nè. Đó. Nó còn cuối cùng nghe cái mắt rưỡi à. Được rồi, hôm nay coi như nhà mình có ba người ăn cơm chung với nhau. Ba sẽ đi chợ, ba kiếm cái gì đó ba nấu cho ba người mình ăn. Thôi ba. Để con đi chợ, con chạy ra con nấu bữa cơm liền. Lâu lâu anh Tấn mới về mà, bác còn đi chuyện với anh Tấn đi. Thôi được rồi, vậy cảm ơn con nghe. Dạ, con đi liền. Khoan đã. Dễ thương. Đó. Cậu biết tôi khoái ăn món gì không mà đi chợ? Biết sao không biết. Em nói anh nghe nè, tất cả mọi sở thích gì của anh em biết hết luôn á. Ngày cả ngày mong anh có cái sẹo lòi em biết luôn á. Thôi em đi chợ, quá vậy. Dạ. Ê ba, cái chuyện gì ba không kể nữa hả ba? Ba làm riết các người ngoài á, lượm hết đồ của nhà mình đang đi bán cho ba coi nè. Trời ơi, thì có gì đâu, thì giờ mình coi nó như người nhà. Có cái gì đâu phải giấu giếm, kể gì được thì kể chứ. Ba. Nhảy vô hù cái bây giờ tôi quên luôn là đếm tới nhiêu rồi. Thôi bây giờ vậy nè, để đây tôi đem về tối tôi điểm rồi tôi. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Giỡn thôi. Coi đếm đi, coi được nhiêu rồi cho tôi mượn nghe.
Trời ơi, giỡn hàng xóm nhau, lâu lâu qua cái giỡn, vẫn chơi không? Vẫn chơi gì? Ở nguyên cái xóm này, ai mà không biết cái vợ chồng anh Huy là giàu cỡ nào rồi, có con lấy đại gia. Trời ơi, tiền của ăn không hết, qua đây mượn. Nè, tôi nhắc lại một lần nữa cho cô Lai biết nha. Đây là vợ chồng tôi giàu tự nhiên nha. Đổ mồ hôi ra tự làm rồi tự dành dụm tự sắm vàng để đeo nha. Chứ không phải là gả con cho đại gia rồi con nó sắm vàng cho cha mẹ đâu nha. Trời đất ơi, vậy sao không bán vàng hay gì đi đó, đi qua đây mượn. Nói giỡn với cô vậy thôi. Thì khi mà tôi khó khăn á thì cách một gốc tư này thôi. Tại vì chiếc nhẫn này dày quá mà. Đó. À, đến khi cuộc sống tôi thoải mái rồi á, tôi dành dụm lại rồi cái tôi mua đủ một cái gốc tư gì nè, đập vô thành chiếc nhẫn y nguyên. Sao rảnh vậy trời, sao không mua luôn chiếc nhẫn khác, tự nhiên mua một gốc tư đắp vô. Con tự nguyện, không có ai sai con á. Thôi, mày đừng có qua mặt tao, mày đừng có diễn trước mặt tao mày. Trời đất ơi, con cứ mặt căng thẳng mà nói là vui. Đâu có căng thẳng, bác đừng có nhìn sai con vui, con đi chợ nấu đồ ăn cho anh Tấn về là con vui mà. Bác hiểu mà, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời con ruột lại thương con ghè. Con ghè là con gì? Con ghẻ. Người ta con nuôi ông ơi, con ghẻ đâu ra? Ôi, lộn. Vậy là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời con ruột lại thương con nùi. Trời ơi, nó nghe anh Quyên làm ơn đừng bao giờ anh làm thơ nha. Thì nói cho nó có giận có điệu. Giận kỳ quá, con nùi. Thôi, bác với con mà nói chuyện nha. Con chạy ù ra, con chợ, con ra chợ, con mua đồ, con nấu để kịp, rác trễ, anh Tính anh đói. Thôi, con xin phép. Dạ. Nhìn thấy tội nghiệp quá trời. Không về được rồi. Đây mà phải đi chợ nấu kiểu cơm. Kiểu này là thằng Tuấn ức khiếp gì cái thằng Sướng này, cho nên tới mặt nó mới căng thẳng gì. Hơi mấy đời bánh đúc có Sướng. Nó hả? Không, thôi. Tuấn. Trời ơi, mày làm chú hết hồn mày. Con mới hết hồn nè. Làm gì giật mình dữ vậy? Chú Huy, cô Huy. Nè con có làm chuyện gì mờ ám không mà sao tao vỗ vai mình hết hồn vậy? Đúng là con có suy nghĩ. Nhưng mà không có mờ ám. Vậy hả? Chứ cô tưởng con đang suy nghĩ là để dâng hết tài sản của mình cho thằng Sướng. Thôi bà ơi, bà nói tầm bậy tầm bạ không mà. Thằng Sướng là thằng hiền lành dễ thương. Nó thức đêm, thức hôm, nó canh ăn trộm cho xóm mình. Rồi bị ăn trộm quýnh, xỉu lên, xỉu xuống. Vậy mà bà nghĩ nó chiếm đoạt tài sản là sao? Không có, tôi xin lỗi. Nói này cho con nghe thì mới đầu ai cũng nghĩ nó là phường bất hảo. Nhưng mà sau này mới biết ra là nó không phải là như vậy, nó tốt. Rồi nó về nó ở chung với ba con nữa. Chứ ba con cũng có người hữu hỷ. Trời ơi, không có con nhà. Tao nói hai cha con đi đâu cũng đi cặp. Ai tưởng như cha con ruột kìa mà ổng vui lên nữa. Bà Quỳ. Gì? Bà chuyển nghề bán bánh tráng hồi nào vậy? Tôi bán bánh tráng hồi nào? Trời ơi, bà có lật cái gì thì cũng từ từ chờ cho quá trình vô rồi bà hãy lật. Bà lật cái gì đâu mà nhanh quá trời, giống như bánh tráng trộn, bánh tráng nướng vậy. Bà lật qua lật lại, bà lật lại vậy nè. Nói vậy là cô chú đây á, và mọi người đều tin thằng Sướng thật thà hả? Đúng rồi, mới đầu thì nghi ngờ nó. Nhưng mà khi mà nó đi rồi, mà ở sớm vẫn bị mất trộm, thì tất nhiên đâu phải nó đâu. Con nghĩ trong bất kỳ việc gì chúng ta cũng nên dành thời gian quan sát kỹ lại
Truyền sướng cũng vậy, biết đâu nó khác thì sao? Lúc đầu á, chú cũng nghĩ y như con vậy đó. Thấy không? Rồi cho nên chú mới có thời gian chú theo dõi, chú quan sát nó. Bởi vì sao? Cái số mình toàn là người già không à. Cho nên á, nhiều khi cũng phải phòng ngừa chứ con. Đúng rồi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đó. Với lại cái hoàn cảnh của thằng Sướng nó đáng thương lắm con. Gia đình nghèo, vậy mà làm ăn khó khăn nữa chứ. Rồi cái đổ nợ, nó đang đi học vậy đó nghe, nó nghỉ học để nó đi làm kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Đó, rồi cái con nghĩ đi. Nhà bay có hai cha con, bay thì đi làm suốt à. Ba bay ở nhà mình thui thủi. Nhiều khi muốn nói chuyện với ai cũng không có ai đâu mà tâm sự. Có nó ở đó, nhiều khi ông buồn, ông nói chuyện với nó cho ông khai khỏa tâm hồn của ông hiểu. Con hiểu mà, con có nói gì đâu. Con biết ba của con là cần người nói chuyện. Ừ. Nhưng mà tất cả mọi chuyện á đều phải có dành thời gian ra để quan sát kỹ lưỡng lại cho an toàn. Con, chứ ba con tin người quá là không có được. Đúng. Nè con, quan sát khác nha, hạch sách khác nha con. Thật Sướng nó dễ thương lắm đó con. Con hạch sách hả? Con đừng có làm khó nó. Con làm hồi nào chứ? Cô Quyền nè. Ừ? Cái chuyện của thằng Sướng là cô Quyền kêu con về đây. Đúng. Thì con quan sát nó. Thì mới đầu cô nghi ngờ nó, cho nên cô sợ nó hại ba con, cho nên cô mới gọi điện kêu con về để con quan sát nó. Nhưng mà bây giờ cả bà con lối xóm khu và háp này ai cũng thấy nó là người tốt, cho nên thôi vậy giờ mình vui vẻ với nó đi, hiểu không? Ê, cô chưa nói hết mà, đi đâu vậy? Đúng rồi, bà Thanh, mà nó hồi mà bà không thấy hả? Bà để ý kìa, mặt nó quang mang, mặt nó giống như nó đang giận cái gì kìa. Đứng nó hoài. Ồ, thế nào nó về nhà nó cũng khi làm trận làm thượng với cha nó hả? Rồi bà ở đâu vậy? Đi theo tôi. Trời ơi, khổ bà này ghê luôn. Chuyện gì con? Qua coi kìa. Nguyên một xóm nói con á là hạch sách thằng Sướng. Mà ba thấy con hạch sách nó thiệt mà. Ba. Ừ? Người ngoài ai nói cũng được. Ba là ba của con, ba còn nói vậy nữa hả? Ờ thì nếu không có thôi. Con có làm đâu. Mà nói thiệt với ba luôn á ba. Muốn tin tưởng một người cần phải có thời gian, chứ không có đơn giản gì đâu. Thôi, quên chuyện đó đi. Ba, người ngoài dù thân tình cỡ nào cũng phải giữ khoảng cách để cho mình an toàn. Tự nhiên khi khổng khi không á, ba giúp người bằng cách đó đưa người ta về nhà của mình ở, lỡ có chuyện gì sao ba? Lại ba, ba còn có con mà. Ba buồn cái gì á, ba gọi điện thoại cho con. Ba cần cái gì á, ba gọi kêu con về với ba. Ba gọi thì con nghe, đúng không? Ba kêu con về thì con về, đúng không? Dạ. Nhưng mà có những lúc ba gọi con có bắt máy đâu. À, rồi những lúc ba buồn, ba cần người nói chuyện, đâu có con bên cạnh đâu. Rồi có những lúc ba bệnh á, cần người chăm sóc, đâu có con bên cạnh đâu mà chăm sóc ba. Thì có những lúc con bận, con đi làm mà ba. Con bận, con không nghe máy được, con không về với ba được, con không lo cho ba được. Chứ lòng con muốn lo cho ba mà ba. Thì con cứ coi Sướng như là người giúp việc của mình đi. Giống như lúc trước ba nhờ con đi tìm giùm á. Ba, hai chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Mình tìm người giúp việc là dựa trên công ty môi giới giới thiệu việc làm. Họ có giấy tờ tùy thân, xác minh xác nhận rõ ràng. Ừ. Còn đằng Sướng nè. Sao? Từ trên trời rơi xuống, lỡ có chuyện gì một cái biết đâu mà lận. Nhưng mà có tấm lòng xác nhận được chưa? Chính xác. Cô chú. Trời ơi, đã xác minh ha. Rồi ghi nhận bao lâu nay rồi. Nó là người tốt con ơi. Bây giờ nè, để cô chú nói một lần chót cho con nghe, để con yên tâm là cô chú xác minh thằng Sướng là người tốt được chưa? Đó, thấy chưa? Con thấy ông hàng xóm còn nhìn nhận nó như vậy. Người già mà ta nhìn nhận người là không có sai đâu. Nếu như bà thương nó như vậy, bà ở với nó đi. Nhưng nếu như có chuyện gì, đừng nói con không cảnh báo trước. Con xin phép. Tuấn à, Tuấn. Trời ơi, Tuấn. Thằng này thiệt. Chịu nổi không? Thằng này cố chấp dễ sợ luôn á. Cái gì vậy? Con. Trời ơi, mà làm gì hết toàn mà tự nhiên mình xuất hiện đâu mày? Ông làm lố quá. Nhỏ mới đi ra tôi thấy nè. Ôi ơi, nó đi nhẹ nhẹ như ăn trộm. Ê, con mà đi ăn trộm á không ai biết được đâu. Con là cái gì ăn trộm đây? Có ý tôi làm bộ, tôi thí dụ vậy đó, hiểu không? Dạ. À, bác
dễ. Thôi vậy vậy nè con. Dạ. Dạ. Con ngồi đây con nói chuyện với cô chú đi. À. Cả trơn ngứa coi như mỏi cổ quá. Trời ơi, đơn giản ngồi đi con. Ngồi đi con. Gì đâu mà nói dài sọc dài. Cây số. Dạ, con xin phép ngồi đi con. Cái tâm lý nó nhẹ nhàng, nó thoải mái để nó ngồi á. Trời. Bệt. Sao muốn nói cái gì? Dạ bác dễ. Con thấy anh Tuấn anh nói cũng có cái lý của ảnh. Với lại ông bà xưa cũng có câu mà, dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo được lòng người. Trời ơi, bác tin con là được rồi đó. Ở đây hàng xóm ai cũng tin con hết trơn. Trời ơi, đừng có nói như vậy nữa. Đúng, chú cũng tin con. Cô cũng tin con, yên tâm chưa? Nhưng mà con biết mọi người thương con, bác dễ cũng thương con. Nhưng mà thôi bác dễ, bác cứ để con đi đi. Chỉ để anh Tuấn anh về như vậy á, mất tự nhiên trong gia đình của mình. Mà bác dễ an tâm đi nha. Cứ bác buồn mà cần người nói chuyện á, bác điện đi, con chạy qua. Chân tay bác mà có đau hay là cái bao tử bác còn hành á, cứ điện một cái là con chạy về liền. Trời ơi, nghe nó nói không mát cái ruột. Thằng phải biết lấy lòng người khác dễ sợ luôn. Thôi giận vậy. Dạ. Bay ở đây không được, bay qua nhà bác ở, bác lo hết. Đúng rồi. Ở đâu vậy? Ở đâu ra lo hết vậy? Trời ơi, con cái nhà người ta tự nhiên dành là sao? Giận à, giận suốt đời à. Đó, mày thấy chưa? Bác nói cho con nghe, thằng Tuấn nó nói vậy thôi, nhưng mà trong bụng nó không có gì đâu. Vài bữa là nó quên à. Trời ơi, tính thằng này nó lo xa vậy thôi, chứ nó hiền khô à. Đúng rồi con. Đừng có lo. Con chờ một thời gian đi, rồi con sẽ hiểu được lòng người. Từ từ là con sẽ hiểu hết à nha. Vậy dạ. Giờ sao? Hả? Vậy con cảm ơn bác dễ, cảm ơn mọi người. Thì con xin phép con được ở lại. Vậy con cũng mong anh Tuấn anh sẽ sớm hiểu được cái lòng của con. Đúng rồi. Đó, từ từ nó sẽ hiểu. Vui vẻ cả làng. Vậy đó. Bây giờ coi như là mình vui vẻ cả làng rồi đúng không? Quá khỏe rồi. Giờ thôi anh chị tranh thủ về nhà đi cho sớm đi, để cho con tôi nấu cơm ăn ha. Trời ơi, tưởng đâu lịch sự mời vợ chồng tôi ở lại ăn cơm chung cho nó vui. Thôi anh chị về sớm đi để hai cha con tôi ăn cơm. Chứ giờ tôi nói làm sao? Mình về. Về nhà luộc nửa con đà điểu ăn trắng miệng mình. Quá đã, quá đã. Trời ơi, bữa nay làm gì hai cha con vui dữ vậy? Ở đâu ra hai cha con? Em lộn. Quên, hai bát cháo. Trời ơi, anh thiệt á, khó khăn gì đâu á. Thì em nói hai cha con không có sao đâu. Thằng Sướng á, nó chạc tuổi thằng Tuấn, đúng không? Rồi thằng Tuấn á, cũng chạc chạc cỡ tuổi thằng Sướng. Hai đứa nó chạc chạc cỡ tuổi nhau. Thì là hai cha con không có sao đâu. Sao nói nhiều quá, cuối cùng tôi chỉ nhớ hai chữ chạc chạc làm sao. Em biết em nói gì luôn á. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Mà em nói nghe nè. Gì? Em thấy á, thằng Tuấn á, nó cứ đi làm xa hoài, bỏ bê anh. Còn Sướng bữa giờ nó ở đây á, lúc nào cũng kè kè, nó theo anh, chăm sóc cho anh. Không may á, anh nhận nó làm con nuôi đi. Trời ơi, coi mặt nó khoái kìa. Nó khoái kìa, nó cười tươi rói luôn kìa. Thật sự là tôi cũng muốn vậy, chứ phải không muốn đâu. Nhưng mà thôi, cứ để tự nhiên đi ha. Cái gì nó tới, nó tới. Dạ, tự nhiên đi con, để cho nó tự nhiên có thể. Dạ. Vậy thôi đi, vậy thì cũng để tự nhiên đi ha. Nói nghe nè, thằng Sướng nó về cái xóm mình cũng lâu rồi, đúng không? Dạ. Đúng rồi. Chưa có cái dịp giới thiệu lại bà con trong xóm. Tôi định gì nè, cái xóm già của mình á, mỗi người góp một chút đi, cái mình tổ chức cái buổi tiệc để cho cháu nó ra mắt làng xóm cho nó vui. Trời ơi, quá hợp lý luôn. Em thấy ý này hay á nha. Em sẽ là người ủng hộ đầu tiên. Vậy ha. Dạ. Nếu mà vậy thì thôi con cảm ơn cô, cảm ơn bác luôn, cảm ơn mọi người trong xóm mình. Cảm ơn gì cũng biết nè. Thì có tại vì con biết sao không? Dạ. Cái xóm này riết á, rồi mấy đứa trẻ, mấy đứa nhỏ cứ lớn lên đi học xong cứ chọn những nơi xa xa để lập nghiệp không à. Nếu mà nguyên sớm nhìn qua nhìn lại nè, toàn là trẻ hát vậy không nè. Thôi cô đừng nói vậy, con thấy cô là trẻ trung và năng động, chứ không có chút xíu nào là trẻ hát hết trơn á. Khéo ăn khéo nói dễ sợ luôn vậy đó. Ủa rồi hai bác cháu định đi đâu vậy? Định đi lên phố tới hiệu sách mua cho nó ít sách với tài liệu chuẩn bị cho nó đi học lại. Ôi, hay nha anh. Phải cho nó học lại đi. Con cứ yên tâm đi học đi. Có gì mà khó khăn là nguyên cái xóm này xúm nhau lại lo cho con. Dạ, rồi cảm ơn con, cảm ơn bác, cảm ơn mọi người trong xóm lần nữa luôn. Ê, sẵn dịp á, dạ. Hai cha con sắp nhận nhau đi ha. Đó, em bữa nay em mời cà phê. Mời bên này thôi không? Không, mời hai ly. Mời hai ly luôn. Hai ly luôn. Thề đi. Thề.
Được. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bả mời. Chào 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 chào. Ủa? Bác Thiền con mới qua. Ừ. Dạ. Hai bác cháu đi đâu đây? Đi qua để bàn chút chuyện. Ủa mà ổng đâu vậy? Ủa? Tôi tưởng ổng đi qua bên nhà anh đánh anh chứ. Cái gì qua đánh tôi? Sao đánh? Anh nói lộn. Qua đánh cờ với anh. Hết hồn à. Đánh cái gì mà đánh cờ? Mấy bữa nay là tôi bận lắm, không có thời gian để đánh cờ. Trời ơi, bận quá. Bận quá mà bữa nay đi qua rảnh rỗi qua tôi mà bận, bận gì? Trời ơi, chuyện quan trọng mới qua gặp chị với ảnh nè. Sao chuyện gì? Nè, khách trọ của xóm mình đó. Tới đây bao nhiêu lâu nay? Chưa có làm tiệc đãi đó, giờ tôi đi định gặp bà con lối xóm bàn cái chuyện đóng góp tiền để mà làm bữa tiệc đãi cho nó ra mắt bà con làng xóm. Đóng góp một chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Để tôi coi trong đây còn nhiêu nha. Còn nhiêu thì trời ơi, quá trời tiền luôn. Trời ơi, thấy vậy tiền lẻ không à. Để tôi coi còn nhiêu đây. 2, kệ cho nhiêu cho. 4, góp 5, nhiêu góp. 6, 7, 8, 9, 10. Thôi nè, 2 triệu. Trời, hai vợ chồng tôi. Nè, không đủ nói đi, tôi vô trọng tôi lấy thêm. Hùng 2 triệu nữa hả? Ừ, tiền 1 triệu. Ôi, thôi, thôi, đừng lấy thêm nhiều lắm rồi. Trời ơi, vậy là cảm ơn chị lắm rồi. Mà nói nghe cái này á, nghe là tiền vốn liếng của gia đình tôi đó nha. Anh đãi cái món gì đặc sản nha. Tươi thiệt là tươi, ngon thiệt là ngon nha. Đãi bà con đi xuống nghe. Ồ vậy hả? Trời ơi, ba cái vụ này ngon lành luôn, chỉ tiền lẻ mà. Đâu có gì đâu nhầm nhòi gì đúng không? Chị nghe nè. Sao? Lần này có uống rượu không? Uống hả? Uống rượu thì phải nói là uống rượu nha. Trời ơi, lần trước nói không uống đâu, uống đâu. Trời ơi, vô cái nóc hết nguyên bình rượu của anh ta, không ai uống kịp với bà luôn. Ê, ngộ nha, uống xong hai vợ chồng cãi lộn vui. Trời ơi, cái thật á, con biết cái miệng của bác mà. Dạ. Thường tao cũng miệng, tay miệng. Mà cái khi mà nhậu xỉn vô là tao moi những cái đời từ của ổng. Cái lúc mà ổng mà xấu cái gì xấu với cậu thì nói cho mọi người biết hết. Trời ơi, ngu dễ sợ. Trời ơi, bác Quyền. Hồi đó giờ con chỉ biết là cái miệng bác Quyền nói chuyện ra vui vẻ, hào sảng thôi. Ai ngờ bây giờ cái này nó còn uống rượu được nữa hả? Trời ơi, rồi, uống nghe sầu luôn đó. Dạ. Con ừ, uống chút chút thôi nhưng mà uống thì mau xỉn, mà xỉn thì hai vợ chồng đi rượu vui lắm. Dạ. Dạ. Ê, mà có mùi gì ngộ ngộ? Mùi gì? Bác Quyền ơi, con nghe có mùi gì nữa. Trời ơi, cái đồ cá của tôi khét ngẹn rồi. Tại anh hết anh dễ. Sao tại tôi? Anh qua sau tiền sao mình đi về đi. Rồi anh nói uống rượu, rồi vợ chồng tôi gây lộn. Làm tôi nói bao nhiêu ruột ra, tôi nói để trơn trọi mới nồi cá mới khét vậy đó. Thiệt tình là anh á. Đó, nồi cá khét rồi. Thì cái nồi cá nó khét rồi, mình phải vô mình chữa đó chứ. Thôi được, còn không cái nồi không ăn cái gì đây. Trời ơi, bụng anh nữa thì nói vậy thì anh đi về đi. Thì anh ở đây là sao? Rồi chị định ngồi đây chị nói tới chiều luôn hay sao? Tôi định cho cái nồi cá nó thành cục than hết sao? Đó. Trời đất ơi, thì nó lỡ khét rồi, hiểu chưa? Trời ơi, nói cho anh biết. Tôi nói là mai mốt anh đừng có nhiều chuyện nữa. Anh muốn qua bên nhà người ta nói chuyện gì thì anh nói xong rồi anh đi về đi. Anh ngồi anh cà kê dê ngỗng cho gia đình ta có chuyện này chuyện đó anh mới vừa lòng phải không? Bây giờ mình phải lấy đi tìm cái bình xịt cho lửa để mà cháy cái nồi. Con sợ nó cháy nồi cái nồi. Bác Quyền ơi, trái chưa trời ơi. Dạ. Đó cũng nhiều chuyện nữa, thấy chưa? Trời ơi, nó chưa có bắt cá mà tôi tức lắm. Tôi nói chuyện anh nghe, tôi nói chuyện anh đi tới đâu là anh gây quả tới đó hả? Dạ, ba đứng thì ba nói mình. Con về lắm bác Quyền ơi. Dạ, con về. Dạ. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Trời ơi, cái nồi cá của tôi. Trời đất ơi, mưa gì mà lớn thấy sợ luôn vậy đó hả? Trời ơi, trời mưa không có bán bà ơi. Bán mua gì? Nay quán nghỉ rồi chị. Trời, hai chị em thiệt làm lố ghê luôn vậy đó. Ăn cơm thì ta bưng cái chén, ta ngồi để ta ăn đàng hoàng, tự nhiên làm cái kiểu gì Apsara vậy trời. Dọn mè thấy chưa, ngồi hứng nước mưa. Ủa vậy hả? Dọn hả? Ủa rồi còn đây có thấy giọt nước nào đâu mà tự nhiên để cái tô vậy trời. Trời ơi, cái tô ảnh bà đầy rồi, tới phiên bên đây nè. Nhà em biết mà rành lắm. Trời ơi, nhà qua bên này. Ơi, tao nói khổ ở nhà không có đàn ông á, tao nói khổ trăm bề dột, không có ai sửa hết trơn, trời tội nghiệp quá à. Ủa nó nghe nè, trời mưa trời gió bà qua đây rồi bà nói vợ nói gia đình nhà tôi là không có đàn ông vậy đó hả? Ý quên, trời ơi, tôi đi kiếm chồng tôi. Ủa ổng có ghé đây không, uống cà phê không vậy? Không, trời ơi, không có bán. Chồng của bà ở đâu đây? Trời ơi, tao nói kêu về ăn cơm mà cũng mệt mỏi, mưa gió mà đi đâu mà gọi điện thoại không bắt máy, không lẽ điện thoại hết pin trời. Chết rồi, chết rồi mọi người ơi, chết rồi mọi người ơi, chết rồi mọi người ơi. Cái gì vậy?
vậy? Trời ơi Sướng ơi Sướng, mày muốn nói gì mày nói đi. Mày ấp a ấp úng mày cứ cà lâm vậy. Tao đau bao tử nè, chắc tao nặng hơn nữa quá. Dạ. Bây giờ bác rể của con bị tai nạn, phải nằm bệnh viện cấp cứu rồi. Cái gì? Cô Lâm ơi. Bình tĩnh. Nè. Ông bị sao? Bị sao vậy? Bị tai nạn té xuống, con nói máu me được rất là. Con hút đi bệnh viện cấp cứu. Mà bây giờ biết sao không? Sao? Bây giờ hai bác cá con không ai có tiền hết trơn á. Con chạy về đây, anh con kiếm tiền con lấy vô con đốc bệnh viện cuối. Ta điện cho. Ở đâu bệnh viện? Ở đâu? Bệnh viện. Thôi được rồi, bây giờ đã vô bệnh viện. Bệnh viện gần mình nè. Bây giờ đã vô bệnh viện rồi. Bây giờ lấy tiền phải không? Dạ. Trời ơi, mày cũng hơi đi nghe. Trời ơi, tiền gì đây nè, tiền nè. Người ta mới trả tao 10 triệu đó, mày lấy đưa chồng đi. Đây, tiền bán của cô lấy. Nè. Đưa cô vô thăm bác dễ đi. Không, bình tĩnh. Cô mà thấy bác không bao giờ á là cô lên bệnh tim mà cô hiểu cho nó hay là cái gì là con không có lo chạy đâu. Đúng rồi. Bác Quyền có đang bao tử. Có vô được đâu. Rồi nó bác thấy sợ lắm. Thôi bây giờ vô trọng đi rồi có gì gọi điện thoại vậy không? Đi rồi, đi lẹ đây. Có gì gọi về liền nhé con. Sao không đi? Vậy con không có cái điện thoại. Điện thoại của ổng đâu? Té nó bể màn hình nó tan nát hết trơn luôn. Trời ơi. Bây giờ. Đây nè, lấy điện thoại tao. Dạ. Rồi gọi gì liền không? Đang chờ nghe không? Dạ. Thôi bây giờ cô chạy ồn vô nha. Có gì con gọi gì? Cô lên, cô lo cho bác giùm con gì cô lên. Dạ, con chạy lên. Dạ. Lẹ lên, có gì gọi điện về nghe. Bình tĩnh. Con cầu trời khấn Phật cho anh dễ tay qua nạn khỏi. Có ăn chay một tháng. Chị bình tĩnh coi, để tôi gọi điện coi. Gọi đi. Sao anh? Sao rồi? Khóa máy nữa rồi. Trời sao lại khóa máy vậy? Trời ơi. Mày nói nghe nè, mà từ cái hồi mà nó lấy tiền với lại lấy điện thoại của tôi mình để lo cho ông vậy đó. Nó lấy điện thoại để nó gọi gì cho mình biết. Từ đó tới giờ không có nghe gì hết, toàn ở e là sao không hiểu nữa. Có bao giờ điện thoại của bà hết pin không? Tôi cũng không biết nữa, nó pin còn đầy chứ không có đâu. Trời, hay là chắc tại vì nó lu bu, nó lo cho ảnh thành thử ra nó không có thời gian nó nghe điện thoại. Hai bà cũng dở nữa, tôi nói thiệt. Sao lúc đó không hỏi coi ông nằm ở bệnh viện nào? Đi giờ mình biết mình đi. Trời, giờ biết đường đâu lận. Nghe ảnh bị tai nạn là tôi rối tung lên hết, tôi có biết cái gì đâu. Đó, em cũng lính quýnh quá quên hỏi luôn. Cũng cầu mong cho anh dễ tay qua nạn gọi không có bị chuyện gì hết, chứ chuyện gì là mình mệt lắm luôn. Thôi, đừng có trù. Không phải trù, còn phải biết ảnh làm sao để mình có gì để mình lo hậu sự chứ. Trời ơi, anh đừng có trù như vậy chứ. Thôi anh dễ. Anh đừng có chuyện gì nha, anh dễ anh mà có chuyện gì cái em sống không nổi quá anh dễ ơi. Ê, em dễ cái gì? Thằng Sướng giận anh dễ vậy kìa. Vô đây. Diêu, bác con ngồi đây. Anh ơi, anh có sao không vậy hả? Anh có sao không vậy? Ủa, thằng Tuấn. Ủa, Tuấn hả? Ủa, Sướng đâu? Sướng đâu? Khoan, bây giờ lo cho ông dễ cái đi. À quên, anh có sao không vậy? Anh có sao không vậy? Có bị chạy cuộn? Tai nạn gì nặng lắm mà. Trong phòng cấp cứu gì mà. Sao giờ nhìn anh không có chạy xước gì cho vậy? Hả? Rồi thằng Sướng đâu, thằng Tuấn đây? Sướng đâu con? Dạ, nó bỏ trốn rồi. Hả? Cái gì? Là sao? Bà kể đi bà. Là sao? Sao vậy? Trời ơi, tôi không biết cái gì đâu. Tôi nhờ nó chở tôi đi chợ. Đi chợ đâu không thấy. Tự nhiên tôi mở mắt ra, tôi thấy tôi đang nằm trong cái võng trong cái quán cà phê chòi. Ủa là sao? Là sao lại ngồi trong cái quán? Chợ mà tôi nằm trong võng cà phê sao? Dạ, thật ra là thằng Sướng bỏ thuốc mê ba con. Hả? Trời đất ơi! Sau đó lấy hết tiền, điện thoại và xe máy của ba con rồi. Trời ơi! Đất ơi! Ê! Khoan! Rồi tiền mà! Gom lại để đưa cho ông. Trời ơi! Tiền của hai chị em mình. Tiền của tôi nữa. Mua chưa nữa? Còn cái điện thoại tôi mới mua. Trời ơi! Sao đây ông? Sao đây? Là sao cô? Trời ơi! Nó ở đâu nó chạy về, nó nói là ba của con á là bị tai nạn. Xong vô cấp cứu bệnh viện mà nó không có tiền, nó kêu mọi người gom tiền lại cho nó. Rồi nó nói điện thoại ba mày bị bể. Giờ nó kêu lấy điện thoại để có gì nó dễ liên lạc, nó lấy điện thoại của tôi rồi. Trời ơi. Bây giờ sao ông ơi? Ủa, ai tới kìa. Con giới thiệu với mọi người, đây là anh Thái, bạn của con, là công an phường của mình. Vậy hả? Chào chú Thái. Chào. Dạ, con chào tất cả mọi người. Chuyện á là cách đây mấy hôm, Tuấn có gặp con để đăng ký lưu trú cho Sướng, người mà bác dễ đây cho ở nhờ nè. Với lại Tuấn có nhờ con theo dõi an ninh khu vực mình, tại vì Sướng là người mới tới. Đúng rồi. Cái chuyện mà sớm mình bị mất trộm á,
cũng nhờ Tuấn mà tụi con đã bắt được Sướng cùng đồng bọn. Hả? Trời ơi, có đồng bọn luôn hả? Có đồng bọn của nó nữa. Nó lại đây có mình hả? Dạ đúng rồi, theo lời khai ban đầu á thì Sướng nói hắn tới đây ở một mình. Thời gian đầu á là hắn chỉ tính là ăn cắp giặt này kia sống qua ngày thôi. Sau đó lòng tham nổi lên, hắn mới câu kết với lại một số thành phần bất hảo tạo thành một cái nhóm. Nhóm của hắn á tính là sẽ đánh một cái vụ lớn xong rồi trốn khỏi địa bàn. Trời đất ơi, bắt được Sướng rồi vậy? Cái gì ghê vậy? Dạ. Mà bây giờ bắt được thằng Sướng rồi hả? Dạ bắt được rồi. Bắt được rồi. Trời ơi, tiền bạc của tụi tôi. Dạ dạ dạ. Tất cả mọi người yên tâm đi. Tài sản của tất cả mọi người á đang nằm ở trên công an của tụi con. Sau khi mà thủ lý hồ sơ xong á, tụi con sẽ trả lại cho tất cả mọi người. Trời ơi, quá rồi. Nè, tôi nói cho mọi người nghe nha, cái vụ cái thằng Sướng là tôi nghi lắm. Vợ chồng tôi nghi lâu lắm rồi. Đó nghe bữa nay nè là mới bắt được đó nghe, là nhờ công an đó nghe. Dạ. Đúng ra đó, người mà mọi người muốn cảm ơn á là Tuấn đây. Tại vì nhờ Tuấn đề cao cảnh giác cho nên á là tụi con mới theo dõi được Sướng, mới bắt được. Với lại con mong là sau chuyện này tất cả mọi người ở đây rút ra một bài học cho cá nhân mình. Cảm ơn chú Thái. Dạ không có gì đâu. Cảm ơn con ngày tối nhiều lắm nha. Dạ không có gì ạ. À. Dạ xong việc rồi, con xin phép mọi người con về. Cảm ơn chú Thái nha. Hôm nào rảnh ghé sớm tôi uống cà phê. Dạ. Thái. Cảm ơn nhiều nha. Có cái gì đâu, trách nhiệm của tụi tôi mà. Cảm ơn nhiều lắm. Thôi tôi về nha. Tôi chào. Ôi trời ơi mừng. Rồi không sao là mừng rồi, không sao là mừng rồi. Đây con. Dạ. Không nhờ thằng Tuấn nha, mà nó theo dõi để nó nhờ bạn nó điều tra nghe. Cái sớm mình hậu quả trầm trọng đúng lắm rồi đó. Nhìn cái mặt thằng Sướng á, nhìn cái mặt hiền từ á, mà sao ruột nó hiểm sâu quá à. Bởi vậy mình mới làm đó không. Thật ra đợt vừa rồi sớm mình mất trộm á, con cũng xin nghi rồi. Nhưng mà con không chắc chắn. Mà dù sao cũng mất trộm, phải báo công an phường biết chứ. Dạ, con gọi cho Thái biết. Trời ơi, vậy là tất cả những cái chuyện này là con đã tính toán hết trơn luôn hả? Con là con của ba mà. Thấy chưa, con tôi á. Mặc dù con cũng không có thường xuyên về nhà, nhưng mà làm sao con an tâm để ba của mình sống với một kẻ lạ mà không rõ thân thế được. Qua cái chuyện này, con mong mọi người trong xóm của mình là nâng cao tinh thần cảnh giác. Dù tụi con có bận bịu đi làm, không có thường xuyên về nhà, nhưng mà tấm lòng của tụi con á luôn hướng về cha, về mẹ, về gia đình. Cho sự an toàn sức khỏe của mọi người luôn là ưu tiên hàng đầu của tụi con. Nghe con nói mát ruột chưa? Nhìn mặt này thấy nó lộ ra hai chữ hiếu thảo liền. Vậy một cái em chê, em chê. Tối ngày nói vậy không thương mình đâu mà. Phải là tại vì nó đi xa hoài cho nên ảnh buồn, anh nhớ anh nói vậy thôi cho anh thương nó mà, không phải. Bây giờ tôi nói thiệt cái ông này, bây giờ ông này ông nói con chó là con mèo, bà cũng nói là con mèo, cho nên không có nói gì chứ. Chứ hồi lúc mà thằng này mới sanh ra tôi thấy là tôi nói là thằng này sau này lớn lên sẽ hiếu thảo. Thôi được rồi, tôi biết hết trơn rồi nhưng tại tôi không nói ra thôi đó. Bây giờ mới biết hết trơn nó ra. Nói thiệt cái nguyên cái xóm giả mà chỉ có mình Lung là hiểu tôi. Con tới chưa ba? Con tôi. Sống của tôi giờ hát tay lôi, chuyện cũ mai phui, cứ đôi nhau dây ra không thôi. Sống của tôi giờ chiếm gió đông mà vẫn bao dòng, ôi ra mà dây ra chất chồng. La 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 la.